Chúng ta có nhiều thời gian, nhưng bố mẹ thì không. Đây là dòng chữ cuối cùng hiện lên màn hình khi bộ phim Bố Già khép lại, cũng là những dòng chữ để lại biết bao suy nghĩ, trăn trở của người làm con. Nhân dịp ngày của cha 20 tháng 6 sắp tới, chương trình Diamond Gold Max City Thanh Âm Cuộc Sống xin gửi tới quý khán giả bài hát Cha Già Rồi Đúng Không? Cha thường kể nhiều lắm về thời niên thiếu. Cha hay đạp xe mỗi sáng cóc cách tới trường. Ngay khu phố trước nhà có cụ già bán bánh thơm lừng, những chiếc bánh bao tròn ấm áp khói bay. Khói bay tóc cha trắng con dần khôn lớn. Gia nhân đôi tay xám nắng thay cha già hơn. Nhưng những lúc tan trường, chiếc xe đạp cha đón bên đường. Những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Cha già rồi đúng không? Mắt kém, tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mỗi niềm vui của các con thôi. Thử hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần? 10 năm nữa. Câu nói thế này: một phần của cha đang sống trong con. Cha già đi là để con khôn lớn. Cha hy sinh mong con được đủ đầy. Công lao, sự hy sinh và tấm lòng của người cha là tuyệt tác của tạo hóa. Nó cao cả và thật lớn lao. Chính vì vậy, hãy luôn cố gắng để có thể dành tặng ba mẹ một môi trường sống lý tưởng, một không gian sống xanh và một cộng đồng văn minh gắn kết để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn lúc tuổi già. Có những lúc la mắng con giận cha lắm. Cha không cho con những thứ như bao bạn thân. Bao nhiêu tối sinh nhật chưa được qua dù chỉ một lần. Thế nhưng thứ cha tặng là cả thanh xuân. Cha già rồi đúng không? Mỗi sớm trôi qua thật nhanh. Cha già rồi đúng không? Con xin lỗi cha, con thật vô tâm. Cả cuộc đời của cha chỉ sống với những ước mơ ngày thơ tự vẽ nơi tim. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần? 10 năm nữa. Già rồi đúng không? Mắt kém, tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Con xin lỗi cha, con quá vô tâm. Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mỗi niềm vui của các con thôi. Thử hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần? Cha nghe.